Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 20.000 cái tóc cần xua. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu Glamio. Tiếp theo mọi người sẽ kéo lên này, đăng nhập vào biểu mẫu Glamio và thực hiện các nhiệm vụ này. Đầu tiên là truy cập website. Ở đây thì mọi người sẽ nhập quốc gia này, chọn Việt Nam này và sau đó chọn sale này. Rồi, mọi người sẽ truy cập vào website của nó. Ok, quay trở lại, bấm chọn continue. Nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter. Rồi, chọn theo dõi. Quay trở lại. Tiếp tục retweet bài đăng. Rồi, chọn tweet lại này, sau đó bấm chọn like và quay trở lại. Tiếp tục join vào Telegram. Bấm vào biểu mẫu điện thoại, mọi người tiếp tục tiến hành điền các thông tin vào đây để hoàn tất nhiệm vụ nhé. Rồi, ok, quay trở lại này. Mọi người sẽ bấm vào thêm tệp này cho mình. Rồi, chọn tệp từ thiết bị. Và mọi người sẽ gửi cái bức ảnh này đó lên nhé. Rồi, chọn tải lên này. Ok, tiếp tục là nhập username của Twitter.
Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.